Chào mừng các bạn, các anh chị đã đến với kênh Hội Hoa Ăn Nỉ. Biết ơn các anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ cùng với Hội Hoa Ăn Nỉ trong những thời gian qua. Thì hôm nay Huệ có một thôi thúc trả bài với chúng ta rằng chúng ta đang mong muốn biết về cái đường tình duyên cũng như là duyên phận của chúng ta về chuyện tình cảm trong tương lai cũng như là trong kiếp làm người của chúng ta. Thế thì chúng ta cũng sẽ ngẫm đến rằng những người đã được trải qua những chặng đường đi qua rồi thì các anh chị cũng đang có những băn khoăn hoặc là đang có những cái vướng mắc trong chuyện tình cảm, thì chúng ta vẫn đang có những cái mông lung rằng không biết là tương lai của chúng ta trong chuyện tình cảm sẽ ra sao. Thế thì video này Huệ dành cho tất cả các anh chị mà chúng ta vẫn đang trên cái chặng đường đi trong cái cuộc hành trình tìm kiếm tình cảm của chúng ta. Thế còn những người mà chúng ta đã đang hạnh phúc trong một cái mối quan hệ mà chúng ta gọi là trọn vẹn rồi, và chúng ta biết được là chúng ta không có thể tách rời, hoặc là chúng ta có một cái sự người ta gọi là viên mãn trong cái hạnh phúc của mình rồi, thì đây không phải video của các bạn nhé. Thế thì đối với các anh chị của chúng ta mà khi mà chúng ta đang muốn băn khoăn rằng tương lai cái chuyện tình cảm của chúng ta ra sao, thì hôm nay vậy có hai cái lá bài để chúng ta lựa chọn nhé. Đó, đây chúng ta sẽ có hai lá bài để chúng ta lựa chọn. Đó, các anh chị nhìn cho mình về cái sự thu hút hình ảnh nhé. Đó, đó là tụ số 1 này, tụ số 1 này, đó tụ số 1. Đây là tụ số 2 các anh chị nhé, tụ số 1 và tụ số 2. Thế thì các anh chị sẽ thấy rằng cái hình ảnh nào bị thu hút lại thì các anh chị sẽ nhận lấy đó là cái phần năng lượng của chúng ta, sẽ gắn kết nhé. Đó. Thế thì Huệ sẽ đi vào tụ số 1 trước các anh chị nhé, tụ số 1 này, tụ số 2 chúng ta hãy đợi nhé. Thế thì chúng ta hãy, Huệ nhìn thấy rằng cái đầu tiên ý, thì trong cái vấn đề về tình cảm của các anh chị thì hiện nay các anh chị vẫn đang là cái người đi trên cái cuộc hành trình đang tìm kiếm một cái tình yêu đích thực, một tình yêu mà mang lại cho anh chị những cái cảm giác, những cái thỏa mãn của tâm và thân của mình. Hay nói cách khác, đây chính là một trong những cái mong ước, mong muốn, mong cầu của chúng ta về một cặp đôi, về một đời sống tâm lý, về một đời sống tình cảm của chúng ta với lại một người, người ta gọi đó là tình yêu định mệnh, tình yêu đích thực của chúng ta. Và Huệ nhìn thấy rằng các anh chị đang là cái người đang đi lựa chọn cũng như là đang đi trên cuộc hành trình để kiếm tìm những cái người đó. Thế thì người đó họ đang ở đâu và họ có đến với các anh chị hay không? Thì nếu như các anh chị đang có một cái tâm thái rằng khi các anh chị có được tự tin trong bản thân mình, khi các anh chị có được cái giá trị chính trong bản thân mình với lòng tin của các anh chị rằng bản thân của mình sẽ có, bởi vì nhìn ở đây thì chúng ta thấy rằng có những lúc mà các anh chị đã có những cái sự sợ hãi, có những lúc mà các anh chị đã có một cái sự bất an trong chính cái tâm của các anh chị, nên nó đang đứng ở cái trước những cái bờ vực mà các anh chị cảm thấy rằng mình hình như không phải là chuyện tình cảm dành cho mình. Thế nhưng ở đây thì các anh chị lại nhìn thấy rằng nếu như trong tiếng vọng của các anh chị rằng vẫn có để cho chúng ta có một cái tình yêu, thì đó là chúng ta phải cất lên những cái lời nói, những cái suy nghĩ mà nó mang tính tích cực và mang tính mà chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, tin tưởng vào chính cái năng lực cũng như là tin tưởng vào cái định hướng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có, bởi vì đây chính là một cái giá trị mà chúng ta cần phải có niềm tin. Thế thì cái tình yêu của chúng ta nó đang đến thì nó đến vào cái thời khắc như thế nào, thì họ sẽ có một cái trả bài cho các anh chị tiếp nhé. Bởi vậy mà khi chúng ta muốn tìm cho chúng ta một tình yêu đích thực thì bản thân chúng ta cần phải là một con người mà chúng ta có niềm tin đã nhé. Đó, thế thì Huệ sẽ có tà bài xem tiếp. Khi cái mong muốn của các anh chị như vậy, một nơi mà cảm thấy rằng cái tình cảm của chúng ta nó được đơm hoa kết trái, nó được nở ra những cái niềm vui, rồi là có những cái sự cân bằng, trao yêu thương cho nhau, và đặc biệt là cái tình yêu đích thực của chúng ta nó còn được phát triển ra, trở thành những cái người ta gọi đó là cái thành quả của chúng ta nữa. Bởi vậy mà khi chúng ta biết được bản thân của mình đủ điều kiện, đủ giá trị để mang lại cho cái người đối diện của chúng ta, cái người mà chúng ta mong muốn mang lại hạnh phúc cho họ, và họ đến với chúng ta thì họ cũng có cái mong muốn như vậy, thì lúc đó chính là tình yêu đích thực các anh chị nhé. Đó, đấy thì ở trong cái cảm nhận của bạn về cái các anh chị chọn tụ 2 này, tụ 1 này này, thì các anh chị sẽ là người mà tin tưởng vào bản thân mình sẽ có tình yêu đích thực. Thì chúng ta xem tiếp nhé. Hmm.
Đó, vậy tình yêu của các anh chị là như thế nào? Đấy, các anh chị nhìn thấy chưa nào? Đó. Ở đây Huệ nhìn thấy rằng năng lượng về tình yêu của các anh chị, khi các anh chị là một trong những người mà tin tưởng vào chính bản thân mình chính là một trong những người mà biết cầm những cái giá trị tốt đẹp lên và biết buông những cái giá trị không phù hợp xuống. Các anh chị vững chãi, tự tin vào chính bản thân mình thì năng lượng thu hút của các anh chị nó giống như những đóa hoa hướng dương. Nó tới hút về cho mình những giá trị tốt đẹp và hút về cho mình những cái nguồn ánh sáng. Tình yêu cũng như vậy các anh chị ạ. Tình yêu hay tài chính, tiền bạc của chúng ta cũng là năng lượng dương. Vậy năng lượng dương là năng lượng mà chúng ta cần phải là người mà biết giá trị của bản thân mình, biết nâng tầm của bản thân mình lên, và chúng ta sẽ hút được cái người tương xứng như vậy. Thì lúc đó chính là cái tình yêu đích thực của chúng ta sẽ đến, và chúng ta sẽ gạt bỏ đi những cái bóng tối, những cái lu mờ ở xung quanh không còn phù hợp nữa. Thì lúc đó tình yêu của các anh chị cũng sẽ tới các anh chị nhé. Và cái cảm xúc này thì Huệ thấy rằng với cái người chọn tụ một này thì các anh chị chính là người đang được người ta gọi là thần tình yêu, đang được gọi thần tình yêu đáng dẫn lối chỉ đường cho chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có tình yêu bên trong của chúng ta, đây chính là thiên thần tình yêu, chúng ta có một cái năng lượng mà chúng ta biết cân bằng, chúng ta biết sẻ chia, chúng ta biết cho đi, thì cái năng lượng đó người ta gọi là năng lượng trao yêu thương. Thì các anh chị sẽ là cái người được thần tình yêu chắp cho những đôi cánh như vậy. Và khi chắp cho đôi cánh như vậy thì các anh chị sẽ là người hút được cái năng lượng tình yêu của người mà anh chị mong muốn đến. Và đây các anh chị thấy đây, trong một cái con người của chúng ta, những cái giá trị mà chúng ta đặt ở bên cạnh mình là những giá trị cao đẹp, là những cái giá trị mà người ta gọi đó là ánh sáng, người ta gọi đó là tình yêu thương. Thì các anh chị sẽ là cái người được thần tình yêu trợ dẫn, giúp lối để đạt được cái vương miện của chúng ta, hay là cái khác là thành tựu của chúng ta. Đó. Vậy trong tương lai thì các anh chị là người mà Huệ nhìn thấy trong các tụ một này, thì các anh chị là cái người mà có đạt được cái mong muốn về tình yêu hạnh phúc lứa đôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì các anh chị đang có một cái sự băn khoăn thôi. Cái sự băn khoăn cân nhắc này có nghĩa là các anh chị đang muốn giúp cho bản thân của mình có một cái sự cân bằng. Bản thân của mình có một cái sự cân bằng. Bởi vì để đạt được cái ngưỡng tình yêu mà chua lớp như thế này thì các anh chị cần có một cái sự cân bằng. Thế nhưng ở cái tương lai của các anh chị thì họ nhìn thấy rõ rằng khi chúng ta có sự cân bằng, khi chúng ta có một cái tương lai này rồi, thì những cái anh chị chọn trong tụ số 1 này của chúng ta không đơn độc đâu nhá. Không đơn côi, không đơn độc đâu các anh chị ạ. Anh chị sẽ tìm giải thấy người, hay nói cách khác là chúng ta, cái cuộc hành trình của chúng ta sẽ có người phù hợp, và cái người đó sẽ là cái người mà cùng với các anh chị mang lại cho nhau cái sự yêu thương một cách là đắm đuối say mê, và mang lại cho nhau những giá trị tốt đẹp đó. Bởi vì thần tình yêu đã gõ vào các anh chị tụ một rồi, đó là các con sẽ là người được hạnh phúc. Nhưng để chọn được hạnh phúc thì các con cần phải là những cái người mà biết độc lập trong chính bản thân các con. Các con cần phải biết là cái người biết cầm hoa trao cho người. Các con cần phải biết là có cái tình cảm sâu thẳm trong bản thân mình để giúp cho bản thân các con tự cảm thấy an yên, tự cảm thấy bình an, và tự cảm thấy là bản thân các con là cái nguồn vui cho người khác. Bởi vậy mà cái dấu ấn của cái sự cân đo này này của anh chị sẽ bị mất đi, thay thế bằng những cái năng lượng mà được cái sự cân bằng, năng lượng của sự cân bằng, của sự sẻ chia, của sự người ta gọi đó là cho, mang đi, trao đi, người ta gọi là cho. Và các anh chị biết được khi các anh chị có một cái nguồn năng lượng cao và một nguồn năng lượng tốt thì các anh chị sẽ là người không phải hút mà chúng ta còn là sẻ chia. Nên cái năng lượng của chúng ta sẽ mang đến cho chúng ta cái sự an vui ngay trong chính bản thân mình. Và thần tình yêu sẽ hỗ trợ các anh chị rất là tốt như vậy nhé. Thế thì với những cái điều như vậy thì các anh chị của tụ số 1 yên tâm đi. Bởi vì chúng ta vẫn đang băn khoăn, thì chúng ta vẫn có một cái sự hơi lo lắng bên trong bản thân mình. Lo lắng là vì chúng ta vẫn chưa có sự cân bằng. Chúng ta vẫn cảm thấy rằng là những cái người hoặc là những cái mối tình chúng ta đã đi qua, tại sao chúng ta vẫn cứ chưa thấy cảm thấy hạnh phúc? Tại sao chúng ta vẫn bị mất những cái tổn thất ở trong đó? Hoặc tại sao chúng ta vẫn có những cái sự cô độc
cô đơn trong chính cái mối quan hệ của mình đó. Thì bởi vì các anh chị ơi, cái điều mà vũ trụ muốn các anh chị cao hơn nữa cơ, các anh chị được trọn vẹn trong cái kiếp này là cần phải có một cái tình yêu, tình cảm tốt hơn nữa cơ, chứ không phải chỉ ở cái mức mà trong cuộc sống lứa đôi mà chúng ta lúc nào cũng phải cân nhắc, lúc nào chúng ta cũng phải sầu âu, lo lắng. Đây, cái sự lo lắng nó thể hiện lên ngay cái khuôn mặt của chúng ta này này. Nó cảm thấy rằng giống như là cái người bất thần, giống như là cái người mà cứ phải suy xét, và giống như là người cứ hay phải có một cái điều gì đó mà nó không được có một cái sự viên mãn bên trong bản thân mình. Thì vũ trụ bảo rằng đó là những cái mối quan hệ chỉ là trải nghiệm cho chúng ta thôi. Một cái mối quan hệ trải nghiệm, một mối quan hệ mang lại cái tính chất tương tác, một mối quan hệ mang lại giá trị bài học, để giúp cho chúng ta làm sao, giúp chúng ta trưởng thành hơn, giúp cho chúng ta phát triển hơn trong chính bản thân con người của chúng ta. Chúng ta để trở thành một người vững chãi, để trở một người tự tin, một người giàu tình yêu thương, và một người có mang lại cho chính bản thân chúng ta cái nguồn ánh sáng cũng như tình yêu thương được lan tỏa. Bởi vậy mà con đường của chúng ta đây, nó sẽ dẫn đến chúng ta đến đạt được cái thành tựu. Bởi vì khi nó ra lá bài này có nghĩa là chúng ta cũng vừa kết thúc, các anh chị cũng vừa kết thúc những cái mối quan hệ mà nó mang tính chất độc hại hoặc mang tính chất mất cân bằng ấy, các anh chị đã kết thúc rồi hoặc là đã ngừng nó đi rồi, để chúng ta có được một cái sự trở về với chính bản thân mình, để chúng ta trên cuộc hành trình của mình đi, mình có mong muốn những cái giá trị tốt hơn, mong muốn những giá trị đẹp hơn và phù hợp hơn. Thế thì thần tình yêu True Love này đã nói rằng hãy đợi khi con có đầy đủ trong bản thân mình, thì cái người phù hợp với con sẽ được xuất hiện, và cái người đó chính là người đồng hành cùng con, mang lại cho con những giá trị yêu thương, mang lại cho con những giá trị nó động lực, là những cái cánh tay, rồi là những cái bờ vai cùng con đi trên cái chặng đường mà con có rất nhiều những cái giá trị ở đó. Giá trị ở đây chính là những cái giá trị mang lại cho chúng ta một cái sự hạnh phúc, mang lại cho chúng ta những cái giá trị mà cảm thấy trong lòng của chúng ta rất là bình an. Đấy, vậy cái năng lượng của chúng ta tương tác với một người nào đó mang lại cho chúng ta sự bình an, thì người đó chính là chú lớp của các anh chị nhé. Còn nếu như trong một cái mối quan hệ chúng ta có thể có những say mê, có thể có những cái sự lôi cuốn, hoặc có thể có những cái sự mà mang lại cho chúng ta những cái sự gồng lên những cái giá trị mà chúng ta cảm thấy rằng nó có thể lúc nắng lúc mưa, thì tất thảy cái đó nó không phải là tình yêu đích thực, mà nó chỉ là những cái để giúp cho con trưởng thành hơn thôi. Và trong cái tụ một của chúng ta này, các anh chị ơi, các anh chị yên tâm rằng, vậy nhắc lại, các anh chị yên tâm rằng cái thành tựu của các anh chị trong chuyện tình cảm, trong cái kiếp làm người này của các anh chị là có cặp có đôi. Có cặp có đôi ở đây, chúng ta với cái thời hiện nay thì các anh chị biết được cái mục đích của chúng ta cũng dẫn đến một cái người ta gọi là một gia đình viên mãn hạnh phúc. Thế nhưng cũng có những người mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái người đồng hành cùng với mình, cũng không nhất thiết là tạo ra một cái cuộc người ta gọi là kết hôn, mà chúng ta gọi như đó là những cái người mà đồng hành cùng chúng ta trong mọi phương diện khác nhau. Thì các anh chị tùy theo cái cách sống nhé. Chứ ở đây thì thần tình yêu cũng chỉ nói rằng mối quan hệ tốt đẹp là một mối quan hệ mang lại cho chúng ta cái cảm xúc yêu thương, mang lại cho ta những cái trí tuệ khai mở khai thông, mang lại cho chúng ta cái niềm hạnh phúc an vui ngay trong chính cái mối quan hệ đó, trong chính bản thân ta và trong chính bản thân người. Bởi vậy mà dù nó có gắn kết theo cách nào đi chăng nữa, nhưng cái người đó là cái người mang lại cho chúng ta sự yên bình và hạnh phúc, đó chính là cái người tình yêu đích thực. Bởi vì nếu như chúng ta muốn một cái tình yêu đó thì chúng ta chính là cái người đang đong đầy cái giá trị đó đã. Đó, thì thần tình yêu nói rằng con sẽ đi trên cuộc hành trình từ cái sự mà nghi ngờ, từ cái sự cân nhắc để chuyển hóa mình trở thành người vững vàng, vững chãi. Con sẵn sàng tìm ra những cái giá trị của bản thân mình để trao cho người khác, thì cái tình yêu của con nó sẽ đến với con với một cái sự, người ta gọi đó là cái sự cam kết giữa những cái linh hồn. Bởi vì các anh chị ở tụ số 1 này thì Huệ thấy rằng cam kết của linh hồn của các anh chị đó là mang lại cho các anh chị những giá trị tốt đẹp như vậy. Đó, thế thì các anh chị đến với cái trái đất của chúng ta để học cái bài học mang tình cảm yêu thương, mang cái sự phát triển về tâm linh và mang cái sự phát triển về trí tuệ, thì các anh chị sẽ cũng không phải là một bước lên được đến ngay, cái người ta gọi là không thể một bước lên đến thiên đàng, mà các anh chị cũng có những cái trải nghiệm, có những cái sự sóng gió. Đây các anh chị nhìn thấy cái sự sóng gió trong tình cảm của chúng ta đấy.
sự sóng gió này nó chính là những cái bài học giá trị của chúng ta để thôi thúc, để phát triển cái con người bên trong của chúng ta, để trưởng thành chúng ta và để cho linh hồn của chúng ta được trải nghiệm giá trị bài học và để phát triển cái giá trị tâm thức bên trong mình và giúp cho bản thân mình yêu thương hơn và biết sẻ chia hơn. Thì đó chính là những cái bài học thôi các anh chị nhé. Thế thì cái người mà đang đến với các anh chị trong cái cuộc hành trình mà để mang lại cho các anh chị một cái sự hạnh phúc lứa đôi này này, thì cái người đó chính là người như thế nào nhé. Và dù là người như thế nào thì các anh chị sẽ biết rằng chúng ta luôn có một cái câu, đó là mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Đó, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Hay chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta ra sao chúng ta sẽ hút người như vậy. Bởi vậy mà chúng ta muốn có một cái người, người ta gọi là viên mãn với cái cuộc hành trình của bản thân anh chị, thì anh chị cũng cần là cái người mà viên mãn đối với cuộc hành trình của họ, thì chúng ta mới có một cái cuộc mà hội ngộ để cùng nhau. Thế thì vậy sẽ xem cái anh chị tụ một này là người có đôi có cặp như kia, thì cái đôi cặp đó sẽ mang lại cho các anh chị cái sự nói rõ hơn về cái người mà các anh chị cần gặp nhé trong cuộc hành trình của chúng ta. Người của chúng ta cần gặp anh chị nhé. Đây, các anh chị sẽ gặp cái người này trong cái cuộc hội ngộ của những nhóm bạn, hoặc là trong cuộc hội ngộ của những người bạn. Những người bạn ở đây chúng ta có thể liên quan đến những người bạn xưa, hoặc là những người bạn mới trong công việc, trong sự nghiệp, hoặc là có thể trong nhóm chơi, hoặc là trong những người mà chúng ta cùng đi với nhau để mà thực hiện một cái nhiệm vụ gì đó. Xin lỗi các anh chị nhé, tôi dừng lại để có cái hát gì hơi. Bởi vậy mà các anh chị sẽ gặp cái người đó với một cái sự hội ngộ rất là tình cờ. Tình cờ ở một cái nơi nào đó các anh chị đang có một cái cuộc du ngoạn chơi, đi chơi hoặc là đi thăm hoặc đi hưởng thụ, và các anh chị gặp những cái người đó mang cái tính chất là rất là nó tự nhiên thôi, nó tự nhiên thôi chứ không có một cái giá trị gì đó mà phải mai mối hay gì đâu nhé các anh chị nhé. Tự nhiên thôi, hoặc là chúng ta có thể gặp trên một cái cộng đồng chẳng hạn. Chúng ta thấy rằng bây giờ chúng ta thời đại 4.0 rồi thì cái cộng đồng của chúng ta nó mở rộng ra. Chúng ta có thể gặp được những người đó ở trên những cái nhóm hoặc là trên những cái hội của chúng ta các anh chị nhé. Và khi người ta đến với các anh chị một cách ngẫu nhiên, một cách bình lặng, và cũng là một cái giá trị mà gọi là cuộc hội ngộ mang cái tính chất tự nhiên. Và đây cũng không phải là một cái lẽ bình thường đâu các anh chị ơi, bởi vì nó đều có sự sắp đặt hết. Bởi vì trên đây nó có rất nhiều những chòm sao, có rất nhiều những vì sao sáng. Có nghĩa là khi các anh chị đã là những cái vì sao sáng rồi thì anh chị sẽ tỏa ra cái năng lượng đó. Và cái năng lượng đó chính là năng lượng để thu hút những cái người mà người ta đang có cái mong muốn cái nguồn sáng đó giống như họ, hoặc là người ta nhìn thấy ánh sáng của anh chị và bị hút vào. Thì đó chính là cái năng lượng mà các anh chị gặp nhau. Và các anh chị biết không, cái người mà các anh chị gặp ấy, đây, người ta thể hiện các anh chị là nữ hoàng gậy thì người ta là nữ hoàng kiếm này. Có nghĩa là cái năng lượng trong khí chất của họ nó rất là mạnh mẽ. Anh chị nhìn tương đồng chưa? Có hai con linh miêu. Hai con linh miêu cùng ngồi cạnh đó. Có nghĩa là các anh chị là những cái người mà đã biết cái giá trị của bản thân mình rồi, biết trân quý yêu thương chính bản thân mình. Ở đây các anh chị cầm hoa thì họ đã cầm một cái viên ngọc, hoặc là một cái giá trị mà người ta gọi là cái thành tựu của họ cũng rất là tuyệt vời. Họ bằng lòng và yêu thương với chính cái cuộc sống của họ, họ ung dung trong cái cuộc đời của họ. Và khi đó hai cái nguồn năng lượng này nó sẽ tương đồng, nó hút lấy nhau. Và họ là một trong những người, nếu như về nam giới, các anh chị đang xem đây mà là nữ giới, thì nam giới họ có một cái khí chất rất là tốt, khí chất tuyệt vời, cao vời, và là một cái khí chất liên quan đến cái người có cái giá trị mà tầm nhìn nhanh nhẹn, và cũng là một cái người có một cái sự thành công rồi nhé các anh chị nhé, một cái sự thành công. Và họ là một trong những cái người có một cái hơi hướng là cái da của họ ấy, nó có một cái gì đó nó hơi có ngăm một chút thôi, nhưng mà họ rất là sáng. Da ngăm như lại sáng ở đây có nghĩa là cái khí chất thần khí của họ rất là tốt. Họ có được một cái sự tu tập rèn luyện với cái kiếp này ở một cái thể, đó là người ta có nội tâm bên trong rất phong phú. Và họ là một trong những người mà quyết đoán, họ có thành tựu, và họ là một người dơ cái thành công của họ lên để họ cảm thấy rằng họ
bằng lòng với những giá trị đó. Và khi họ đến với các anh chị thì họ là cái người mang lại cho các anh chị cái niềm vui, mà ở bên cạnh họ anh chị không còn là cái người bị trầm ngâm nữa, mà anh chị sẽ là cái người được cuốn vào cái niềm vui của họ nhé, cuốn vào cái niềm vui của họ, cuốn vào những cái giá trị yêu thương của họ. Và các anh chị biết không, xung quanh họ có rất nhiều nguồn sáng. Nguồn sáng này chứng tỏ rằng họ đã là người mà đã phát ra cái ánh sáng đó, thì chứng tỏ rằng họ đã là người đã có cái trí tuệ khai mở, khai thông. Và họ là những người mà cảm thấy rằng cái nguồn năng lượng của họ sẽ tỏa ra cho người đối diện, để cảm nhận được một cái điều đó là người đối diện được yên vui, được an bình và được hạnh phúc các anh chị nhé. Còn nếu như các anh chị là nam xem ở trải bài này thì cô đó, cái người mà các anh chị gặp đó cũng chính là một cái người mà có đầy đủ khí chất của một người phụ nữ. Một người phụ nữ ở đây mạnh mẽ, biết trân quý giá trị bản thân, biết vượt qua khó khăn thử thách và biết trân quý những cái giá trị mình đang có. Cô ta là một người rất mạnh mẽ và cô ta là một người có cái sự thông thái yêu thương ở bên trong mình. Cái sự yêu thương của cô ta không thể hiện là một cái sự ủy mị, mà sự yêu thương của cô ta thể hiện cho cô ta là một những người mà có một cái khí chất. Bởi vậy mà khi sống ở bên cái cô ta này thì các anh ở đây sẽ có được một cái sự hạnh phúc vui vẻ và không lo sợ bị quấy rầy. Đó, có nghĩa là cái người ta rất là độc lập, rất là yêu thương nhá, vô cùng độc lập và vô cùng yêu thương. Bởi vậy mà đây chính là cái năng lượng của cái người mà gọi là chu lớp của các anh chị ở cái thời tương lai. Và cái thời đó nó đến hay xa hay gần thì nó không phụ thuộc vào cái thời gian mốc cụ thể, mà nó phụ thuộc vào cái năng lượng của các anh chị đang chuyển hóa, đang phát triển và các anh chị đang đạt được cái giá trị của bản thân mình đến mức nào. Bởi vì chúng ta vẫn nói rằng mây tầng nào gặp mây tầng đó. Vậy các anh chị muốn bản thân mình có một cái đối tượng yêu thương như thế nào, đối tượng mang lại cho mình những cảm giác ra sao, thì chính bản thân các anh chị phải rèn cho mình, soi lại mình và phát triển mình đến cái ngưỡng như vậy. Và trong hạnh phúc thì chúng ta thấy rằng cái sự hạnh phúc từ tâm mang lại cho chúng ta chính là cái hạnh phúc bền vững, bởi vì lúc đó chúng ta mới có cái sự giàu tình yêu thương ta muốn sẻ chia đi. Đó, đây vũ trụ nói chúng ta có một cái điều đó thì cái người này là xuất hiện. Và cái sự xuất hiện thì vậy vừa miêu tả rằng cái sự xuất hiện của chúng ta là như vậy nhé. Thế thì các anh chị sẽ xem thêm, vậy cái người đó với các anh chị khi gặp nhau thì cái nhân duyên của hai người nó sẽ gắn kết với nhau với cái năng lượng như vậy thì chúng ta sẽ đạt được những cái thành tựu hạnh phúc ra sao nhé. Đó, và cái người đồng hành này thì vậy biết rằng vũ trụ cũng sẽ sắp đặt đến với nhau, nhưng sắp đặt ở đây mang tùy thuộc vào cái năng lượng của các anh chị. Bởi vậy mà chúng ta đã có một cái niềm tin vào chính bản thân mình, chúng ta có một sự tu dưỡng phát triển bản thân mình, và chúng ta có một cái mong muốn rõ ràng, người ta gọi đó là mục đích, mục tiêu của cuộc sống của chúng ta ấy. Cuộc sống của chúng ta do chúng ta lựa chọn mà các anh chị. Đó, nếu như chúng ta không lựa chọn mà chúng ta để cho dòng đời xô đẩy, chúng ta gặp người nào chúng ta cũng cảm thấy rằng đó là cái tình yêu của mình ý, thì các anh chị sẽ bị sóng gió xô rất nhiều. Thế nhưng có những mối nhân duyên chúng ta gặp, chúng ta chỉ để tương tác, và đó chỉ là một cái mối quan hệ mà mang lại cho chúng ta những bài học. Thì chúng ta phải biết nhận ra mình đang ở tầng nào và mình sẽ phát triển tầng nào, thì mình muốn cái người đối với mình nó phải như vậy nhé. Các anh chị đừng mất nhiều thời gian trên những mối quan hệ mà nó mang lại cho các anh chị những cái sự hao tổn đi cái người ta gọi đó là cái năng lượng của bản thân mình nhé. Thế thì câu hỏi thứ ba đó chính là cái việc là khi hai người gặp nhau thì cái cuộc sống người ta gọi đó là tương tác, cuộc sống của hai người sẽ hạnh phúc trọn vẹn ra sao nhé. Bởi vì hôm nay vậy chị dùng những cái lá bài liên quan đến tình yêu thôi. Đây, lời ước nguyện của các anh chị sẽ là hiện thực. Lời ước nguyện của các anh chị sẽ thành hiện thực. Tình yêu này sẽ đến một cách chậm hơn nhé các anh chị nha. Nó không đến nhanh đâu, slow down. Đó, như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cái điều đó. Và họ xin là vũ trụ một lá bài nữa để thấy rằng cái chủ động trong cái mối quan hệ của chúng ta này này. Chúng ta sẽ xem nhé. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Đây, vậy sẽ để lên đây. Ừ.
Thì tình yêu của các anh chị nó như thế này, khi mà chúng ta gặp được cái người này ấy, thì thực ra đó là cái ước nguyện của anh chị đã thành hiện thực. Bởi vì vũ trụ đã nói rằng chúng ta đi được đến chặng đường nào thì cái chặng đường đó là cái chặng đường ta cần đón nhận. Thì các anh chị muốn năng lượng của mình phát triển nhanh là do cái sự tu dưỡng của bản thân mình, do sự phát triển của bản thân mình, thì cái lời ước nguyện của chúng ta sẽ thành hiện thực. Và khi cái người đó đến với chúng ta, nó giống như là một, người ta gọi là một giấc mơ đã thành hiện thực. Thực sự nó mang lại giá trị tuyệt vời, mang lại những cái giá trị mà cái sự mong ước bao lâu của chúng ta đã đến. Và người đó cũng giống như chúng ta thôi, chúng ta gặp họ thì chúng ta có cảm nhận như vậy, và chúng ta, người ta gặp mình, người ta cũng có cảm nhận như vậy. Bởi vì đây là cái sự nhân duyên mang cái giá trị mà có được là do chúng ta phát triển bản thân mình. Bởi vậy mà chúng ta nói rằng, vũ trụ nói rằng con sẽ có mong muốn như thế nào thì lời mong muốn con sẽ được đền đáp vào đúng thời điểm, vào đúng thời khắc và vào đúng cái con người mà các con đang mong muốn như thế, ta đáp lại cho con. Vậy cái lời nguyện ước của chúng ta đã thành hiện thực khi chúng ta có đầy đủ những giá trị như chúng ta phân tích. Và thứ nữa là cái tình yêu này nó có đến nhanh hay chậm. Đến nhanh hay chậm là do bản thân của chúng ta thức tỉnh sớm hay muộn. Cái sự thức tỉnh ở đây là nếu chúng ta cứ ngủ dài trong một cái giấc mơ mà chúng ta chỉ làm mơ mà chúng ta không hành động. Nhiều khi chúng ta nói rằng cuộc sống của chúng ta nó cứ bộn bề, nó cứ trông chênh là do chúng ta không hành động, mà chúng ta chỉ nằm mơ hoặc là chúng ta trong suy nghĩ thôi. Suy nghĩ cũng có thể cũng tốt rồi. Được suy nghĩ cũng đã tốt rồi, nhưng để cho ra kết quả thì chúng ta phải hành động. Bởi vì suy nghĩ chỉ là cái bước khởi đầu, còn hành động mới là kết quả để thành tựu ra được, anh chị nhé. Bởi vậy mà con người của chúng ta cần phải thức tỉnh, con người chúng ta cần phải được gột rửa tất thảy những cái giá trị bụi bặm ở bên trong và bên ngoài của chúng ta. Thì lúc đó cặp đôi của chúng ta sẽ được xuất hiện, các anh chị nhé. Cặp đôi chúng ta sẽ được xuất hiện, người tình trong mộng chúng ta được xuất hiện này. Nếu các anh chị nhìn thấy có một cái người mà được kiêu vũ trong cuộc đời của mình đây. Đó, vậy nó đến nhanh hay chậm, nó không phải là thời gian của cái không gian của chúng ta đang sống đây, mà nó do cái sự phát triển của bản thân các anh chị. Đó, và các anh chị biết không, cái tình yêu của chúng ta nó đến để mang lại ánh sáng cho muôn loài, chứ không phải tình yêu đến để làm sự khổ đau cho những người được yêu. Bởi vậy mà cái tình yêu ở đây trong các anh chị tụ số 1 của chúng ta sẽ là những người mà khi có cái nguồn sáng này đến, nó hỗ trợ cho các anh chị đủ các mặt luôn, các anh chị nhé. Các anh chị được thỏa mãn trong cái vùng trời của chúng ta, các anh chị được tung tăng bay nhảy, hay người ta còn gọi đó là cái linh hồn của chúng ta được thỏa mãn tất cả mọi phương diện. Và nó giống như là cái người mà được bừng sáng lên trong cái cuộc đời của mình ấy. Đó, vậy cái tình yêu đó là tình yêu mang sự thúc đẩy, mang giá trị yêu thương và mang giá trị, người ta gọi đó là mang giá trị sẻ chia, cũng như là mang cái tình yêu thương đến cho muôn loài nữa, các anh chị nhé. Vậy cái tình yêu này là một cái tình yêu mang cái tính chất rộng lớn, mang tính chất bao la và mang cái tính chất mà có một cái sự phát triển mạnh mẽ về cái linh hồn của cả hai người. Đó, bởi vậy mà với các anh chị tụ số 1 của chúng ta thì Huệ nhận thấy rằng các anh chị là một người trong kiếp này có sự, người ta gọi đó là một cái linh hồn đã có một cái sự cam kết rèn luyện, phát triển bản thân mình và đón nhận một cái tình yêu khi nó phù hợp với bản thân mình, thì đó là tình yêu chu lớp của chúng ta, gọi là đích thực của chúng ta. Còn khi chúng ta chưa đủ đó thì chúng ta hãy là vẫn là cái người đi trên cuộc hành trình và hướng tới bản thân mình là nhiều. Bởi vậy các anh chị tụ số 1 ơi, các anh chị hãy nghe và thấu cái giá trị của bản thân mình, và cái niềm hạnh phúc của anh chị nó sẽ đến với các anh chị ngay đó. Bởi vì khi mà các anh chị đã thấu ra được giá trị, và khi thức tỉnh này nó không tính bằng thời gian dài hay ngắn, mà nó tính bằng cái giá trị phát triển tâm linh của mình, các anh chị nhé. Bởi vậy mà chúc mừng các anh chị tụ số 1 của chúng ta, bởi vì cái năng lượng của các anh chị phát triển như vậy là nó có một cái kế hoạch rồi, nó có một cái tầm phát triển rồi. Nhưng các anh chị có bước đi nhanh hay chậm là do cái sự quyết tâm hành động của các anh chị nhé. Đó, bởi vậy mà cái hành động của các anh chị đến ra sao thì kết quả nó sẽ ra như vậy. Đó, và các anh chị tụ số 1 chúc mừng là cái năng lượng bài của chúng ta cũng rất là đẹp, bởi vì nó liên quan đến cái tương lai. Do vậy mà các anh chị
muốn tương lai đạt được như thế nào thì hiện tại các anh chị cần phải có cái kế hoạch hành động cho mình và cần phải phát triển cái giá trị bản thân mình. Thế thì nếu anh chị nào muốn cái cách phát triển bản thân mình ra sao ấy thì các anh chị hãy liên lạc với Huệ qua Zalo để chúng ta cùng chia sẻ nhé. Đấy, cảm ơn các anh chị rất nhiều. Đó, đây là chính là cái lá bài mà các anh chị đã có cái sự tìm ra cái tình yêu đích thực của mình thông qua vũ trụ đã cho chúng ta một cái định hướng như vậy các anh chị nhé. Đó, và đây chính là trả bài của các anh chị tụ số 1 khi chọn về cái tất thảy tất cả cái tình yêu tương lai của chúng ta nhé. Đó, các anh chị cũng sẽ nhận được những giá trị rất là tốt đẹp mà vũ trụ đã ban cho chúng ta rồi đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tụ bài số 2 nhé. Các anh chị tụ số 2 của chúng ta ơi, đây anh chị đã lựa chọn cái lá bài như thế này. Thế thì Huệ nhìn thấy rằng với các anh chị tụ số 2 này thì các anh chị đang có một những cái người ta gọi là cái linh hồn của chúng ta là những con người mà có trải qua nhiều kiếp. Chúng ta là những người mà mang lại cái linh hồn già cho chính cuộc đời của chúng ta trong kiếp làm người này. Do vậy mà các anh chị đang có những cái sự trải nghiệm vướng mắc trong những cái chuyện tình cảm, liên quan đến những cái chuyện tình cảm tâm linh, liên quan đến những cái giá trị mà đến là những người thầy, những người tri kỷ, những người bạn của chúng ta trong tiền kiếp rồi đến gặp lại kiếp này để mang lại những cái giá trị bài học cho mỗi người. Và chúng ta biết được đã là tình yêu tâm linh thì chúng ta sẽ là những người mà có cái sự thấu hiểu và có những cái sự phát triển để mà giúp cho chúng ta hoàn thiện hơn cái linh hồn của mình. Và Huệ nhìn thấy rằng trong tụ bài số 2 này, các anh chị là những người đang có trong mình cái mối quan hệ sâu sắc, đang có trong mình những mối quan hệ mà nó có thể là những cái giá trị mà các anh chị thấy rằng nó khó có thể nắm được nhưng lại khó có thể rời đi. Và các anh chị đang có những cái năng lượng mà cảm thấy rằng mình bị mông lung trong cái cuộc sống hiện tại. Nó có thể đến, nó có thể tương tác chạm vào nhau và nó có thể cuốn hút nhau nhưng nó cũng có thể là bị lặng lẽ rời đi, nó cũng có thể là tạo ra những cái vết thương và nó có thể tạo ra những cái nỗi đau. Với cái tình yêu tâm linh của các anh chị trong cái mối quan hệ của các anh chị ấy, nó thực sự nó giống như là chúng ta không dùng lý trí để điều khiển được nó. Nó giống như là một cái cảm nhận rằng chúng ta là một trong những con người mà tại sao bản thân mình lại không có thể điều khiển được những cái giá trị trong bản thân mình về cái mối quan hệ đó. Thì đối với các anh chị trong tụ số 2 này, anh chị đã có những cái mối quan hệ như vậy nhé. Bởi vậy mà cái mối quan hệ như vậy của các anh chị đang khẳng định rằng cho các anh chị điều gì ở đây. Một cái điều đó là các anh chị với cái kiếp làm người này, cái chuyện tình cảm, chuyện tình yêu của các anh chị nó không phải là giá trị cao lớn nhất, nó không phải là cái giá trị mang lại cho các anh chị sự hạnh phúc trọn vẹn nhất, mà đó chỉ là những cái bài học, những giá trị mà hai người tương tác với nhau để mang lại cho nhau những cái người ta gọi đó là sự thức tỉnh của bản thân mình. Và hai linh hồn của chúng ta gặp nhau, đồng hành cùng nhau nhiều kiếp rồi nên chúng ta thấu hiểu nhau lắm. Chúng ta hiểu nhau là chúng ta cần phải làm gì để thức tỉnh cho nhau. Nên có những lúc mà chúng ta thức tỉnh bằng những lời yêu thương, thức tỉnh bằng những sự chăm sóc, nhưng những lúc thì chúng ta lại ngược trở lại. Sự thức tỉnh không phải thông qua yêu thương nữa mà thông qua những sự khổ đau, thông qua những cái sự gọi là, người ta gọi đó là năng lượng mà để đối kháng lại ấy, để giúp cho chúng ta bật lên ý, có nghĩa là dìm thật sâu xong đó sẽ ngóc thật cao. Đó, như vậy là chúng ta sẽ là những người đang trong cái năng lượng như vậy nhá. Thế thì Huệ cũng sẽ trải bài với lại cái năng lượng của các anh chị như vậy. Và cái người mà đang tương tác để mang lại cho các anh chị như vậy thì cái mối quan hệ của các anh chị như thế này thì Huệ nhìn thấy rằng các anh chị sẽ là cái người trên cái cuộc hành trình của chúng ta. Đấy, trong cái mối quan hệ nhân duyên thì chúng ta cũng có thể một mối quan hệ chúng ta đã lặp đi lặp lại mà người ta gọi đó là người ngoài nói rằng buông cũng không được mà dứt thì cũng chưa ra, hoặc là hạnh phúc thì cũng chưa phải là viên mãn đó. Người ngoài họ nhìn thấy là như vậy và bản thân trong chúng ta thì luôn luôn có hai cái trạng thái. Một là cái cảm xúc về hạnh phúc cũng rất là nhiều, nhưng cái thứ hai đó là cái cảm giác về cái sự đau khổ cũng rất là lớn đó. Thế thì với các anh chị chọn tụ hai này, với cái năng lượng anh Huệ đang nhìn thấy là như vậy, thế thì chúng ta sẽ xem cái nhân duyên của chúng ta trong tương lai của chúng ta, chúng ta có thỏa mãn cái duyên nghiệp của chúng ta hay không nhé. Đó, chúng ta sẽ thỏa mãn cái duyên nghiệp của chúng ta hay không nhé. Ôi trời ơi, đó các anh chị nhìn thấy chưa.
cái cảm nhận mà về cái năng lượng mối quan hệ của chúng ta như thế nào thì nó ra y hệt như vậy đó các anh chị này. Thì chúng ta đang hỏi rằng trong tương lai của chúng ta ra sao. Thế thì để biết đến tương lai thì chúng ta có cái hiện tại này. Cái hiện tại của anh chị mà Huệ vừa miêu tả rằng cái mối quan hệ của các anh chị nó đã có những lúc mà nó có thăng hoa. Bởi vì các anh chị có mối quan hệ tâm linh như thế này thì nó có cái sự gắn kết năng lượng của nhau rất sâu sắc. Anh chị nghĩ sao, anh chị hiểu sao thì bên đối phương họ cũng nhận tương đồng như vậy. Bởi vì nó thông thư với nhau. Bởi vậy mà những cái lúc hạnh phúc thì hạnh phúc vô bờ bến. Người ta gọi đó là cái niềm đam mê hạnh phúc ở bên trong của anh chị nó rất là sâu sắc. Nó sâu sắc, cái mối quan hệ nó rất là sâu sắc. Nhưng cũng có lúc mà nó tạo ra cái sự khổ đau đến tột cùng. Đó, đây này, khổ đau đến tột cùng. Và cái sự khổ đau thì ở trong mối quan hệ tâm linh thì khổ đau còn nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nó dạy mà, nó dạy cho bài học thì phải có khổ. Giống như cha ông chúng ta gọi là thương cho roi cho vọt. Như vậy là cái việc mà chúng ta bị khổ đau này là không tránh khỏi trong mối quan hệ của các anh chị tụ số 2, các anh chị nhé. Thế nhưng mà khổ đau để làm gì? Khổ đau để giúp cho chúng ta nhận ra giá trị của bản thân mình. Trong cuộc hành trình của chúng ta, cái tình yêu đôi lứa nó chỉ là một phần nhỏ. Mà cái tình yêu để phát triển bên trong bản thân của chúng ta mới là giá trị cao cả. Mà linh hồn của chúng ta cần có cái cam kết đó. Đó, cái tình yêu mà chúng ta đi qua rất nhiều cái khung cung bậc khác nhau, đi qua rất nhiều những cái bóng tối, đi qua rất nhiều những cái người ta gọi đó là những cái hố sâu, rồi là những cái vực thẳm, rồi tất thảy những cái giá trị mà nó ở bên dưới của chúng ta thì chúng ta cần phải vượt qua để chúng ta nâng tầm mình lên rất cao. Bởi vậy mà cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải học. Vậy cái phần học đó thì chắc chắn rằng có những lúc chúng ta phải bị tổn thương sâu sắc như thế này, gục ngã như thế này. Nhưng mà gục ngã để làm gì? Để bật lên, để thoát lên, chứ không phải là gục ngã để mà chúng ta chìm xuống. Bởi vậy mà với cái người chọn tụ hai ở đây thì các anh chị biết được chi khi nào cái tình yêu của chúng ta nó đạt được viên mãn, đó là khi các anh chị tương tác với nhau, các anh chị phát triển bên nhau để chúng ta trở thành ông vua. Ông vua của tiền có nghĩa là chúng ta trở thành những người có một cái sự vững chãi, một cái sự tự tin và một cái giá trị người ta gọi đó là đủ lớn về trong bản thân của mình. Và các anh chị nhìn thấy rằng với cái năng lượng của các anh chị, khi nào các anh chị chuyển hóa trở thành một người có một cái giá trị 10 kiếm, có nghĩa là nỗi đau, nó sẽ chuyển hóa các anh chị trở thành một cái người vững vàng, trở thành một con người mà đầy đủ sung túc bên trong bản thân mình. Và sung túc ở đây là các anh chị cảm nhận được cái điều đó là chúng ta là những người mà vững chãi, với một cái khuôn mặt mà chúng ta có thể đón nhận bất kỳ một cái thứ gì đến với mình. Mình cũng tự tin giải quyết và mình cũng tự tin để đi qua nó. Đấy, rất là rõ ràng các anh chị cầm trong tay một đồng tiền của mình, đó là cái đồng tiền hạnh phúc. Cầm trong tay một cái chuông của mình, đó là cái tiếng mà các anh chị cảm thấy rằng nó giống như là một cái chùy, để giúp cho các anh chị thấy rằng ta là người vững mạnh, ta là người đứng đầu, ta là người mà vững vàng để vượt qua tất thảy những cái người ta gọi là cái trường đường của chúng ta đi qua. Đó. Thì vậy, đây, cái năng lượng của anh chị khi đạt đến cái trình này, các anh chị này, đó, thì trong tương lai các anh chị là người như vậy nhé. Đó, dù bây giờ các anh chị vẫn có những lúc khổ đau như này, nhưng trong tương lai các anh chị là cái người như vậy nhé. Và anh chị biết không, chúc mừng các anh chị tụ số 2. Người ta nói rằng bài học càng cao thì thành công càng lớn. Bởi vậy mà các anh chị với những cái bài học mà các anh chị đang trải qua này, nó tôi luyện cho các anh chị trở thành những con người, trở thành những cái người mà có cái mục đích sống cao cả hơn, và có cái ý tưởng sống tốt đẹp hơn, và với những cái giá trị mang lại cho các anh chị nhiều thành tựu hơn, thì cái tương lai của các anh chị là một gia đình sung túc, một gia đình có đầy đủ những cái giá trị về tài chính, về tiền bạc, cũng như là về cái sự hạnh phúc ở bên trong đong đầy các anh chị nhé. Đó, 10 tiền có nghĩa là một gia đình sung túc ở đây, một gia đình rất sung túc anh chị nhé. Đó, bởi vậy mà với những cái người chọn tụ số 2 này thì Huệ thấy rằng cái tương lai của các anh chị về nói về cái chuyện tình cảm ấy, thì anh chị có một, người ta gọi đó là một cái mối quan hệ mà có mang tính gắn kết, mang gắn kết mà mang có một cái giá trị mang tính chất đó là gia đình, cái yếu tố gia đình ở đó các anh chị nhé. Bởi vậy mà nếu như bây giờ các anh chị vẫn đang bị vướng mắc vào những cái mối quan hệ mà nó liên quan đến quan hệ tâm linh, hoặc liên quan đến quan hệ làm cho các anh chị có những cái khổ đau như thế này, thì đó cũng chính là các anh chị đang đi trên cuộc hành trình phát triển cái giá trị của mình. Và các anh chị hãy là cái người có cái tâm thái là hãy đón nhận,
đón nhận và vượt qua, đón nhận và vượt qua các anh chị nhé. Đón nhận vượt qua chứ không phải là chúng ta bị chặn lại rồi chúng ta gục ngã nhé. Anh chị đón nhận và vượt qua. Đó, bởi vậy mà với cái năng lượng của các anh chị tụ số 2 của chúng ta này thì Huệ thấy rằng các anh chị trải qua một cái trường tình trường tình đủ sâu sắc, đủ có những cái giá trị khổ đau. Và cái trường tình của chúng ta này nó có phát triển nhanh để đi đến một cái kết quả người ta gọi đó là cái sự tốt nghiệp của chúng ta hay không, thì là do bản thân của chúng ta có từ gục ngã để đứng dậy bước lên trở thành một ông vua hay không. Đó nhá, trở thành một ông vua hay không, một bà hoàng hay không. Bởi vậy mà nếu như chúng ta dám làm được những việc đó thì mọi cái giá trị thành tựu của anh chị sẽ gặt hái. Người ta gọi đó là thành công đến với các anh chị bằng một mối nhân duyên tiền định, là một mối nhân duyên truyền kiếp, một mối nhân duyên. Bởi vì có thể các anh chị trong cái nhiều kiếp rồi các anh chị đã học cái bài học này, nhưng các anh chị chưa học xong và các anh chị có thể đã phải buông tay nhau ra ở một cái khoảnh khắc nào đó. Và khi buông tay nhau ra mà bài học chưa học xong, các anh chị lại gắn kết lại những kiếp làm người khác. Bởi vậy mà cái mối quan hệ tâm linh này nó thần kỳ, nó sâu sắc và nó cũng đau khổ lắm các anh chị ơi. Bởi vậy mà nếu như đến kiếp này các anh chị gặp được cái người mà các anh chị có cái liên kết tâm linh như thế này, thì anh chị nếu như mà chúng ta phải quyết tâm học cho bằng xong cái bài học, đó chính là chúng ta cần phải là cái người học với cái tình yêu thương thoát ra khỏi cái năng lượng. Đấy, thoát ra khỏi cái năng lượng mà chúng ta cảm nhận được cái điều chúng ta bị mệt mỏi, cái điều chúng ta bị khổ đau trong mối quan hệ nó không phải là giá trị bài học, mà đó là cái sự thức tỉnh của bản thân mình. Đó nhá. Vậy vậy mà với cái năng lượng của các anh chị này thì các anh chị chuyển hóa con người của mình được nhanh hay không là do chúng ta có một cái sự cam kết linh hồn của mình có thực thi nó đến cuối cùng hay không, hay chúng ta lại giống những kiếp trước để chúng ta lại gì, lại buông tay nhau ra rồi chúng ta lại có đến những kiếp sau lại trả lại cái nghiệp tiếp. Bởi vậy mà đây chính là cái năng lượng của các anh chị trong tụ số 2 các anh chị nhé. Bài học tâm linh thì là bài học liên quan đến rất nhiều các giá trị, như giá trị thức tỉnh, giá trị mang lại cái sự hạnh phúc cho chúng ta. Đó là cái giá trị mà quan hạnh phúc, là hạnh phúc từ tâm và hạnh phúc mang cái sự sẻ chia. Các anh chị còn là những người thầy truyền dẫn nữa cơ nhé. Bởi vì liên quan đến tâm linh là liên quan đến truyền dẫn mà các anh chị nhé. Bởi vậy mà với cái năng lượng như vậy thì Huệ xem là cái người ở tương lai của các anh chị ấy sẽ là người như thế nào nhé. Người tương lai của các anh chị sẽ là người như thế nào, và thực sự họ đã xuất hiện hay chưa. Đó, có nhiều người thì họ đã xuất hiện như chúng ta có nhận ra hay không. Đó nhé, họ đã xuất hiện và chúng ta có nhận ra hay không. Đó, biết làm lại 10 kiếm tiếp mà. Họ đã xuất hiện rồi các anh chị ạ. Cái người đó họ đã xuất hiện rồi, nhưng do chúng ta không có cái sự thấu hiểu về mối quan hệ nên chúng ta cũng đã có sự rời đi rồi. Đó, có sự rời đi này. Xuất hiện rồi lại rời đi, rồi lại tương tác, xuất hiện rồi lại rời đi, rồi lại tương tác, và để lại cho chúng ta rất nhiều những cái sự khổ đau ở trong cái bản thân của mình. Thế nhưng các anh chị có biết được không, cái người đó là người ta gọi là duyên tiền kiếp của chúng ta rồi. Chúng ta đã học xong đâu, rời đi làm sao được. Khi rời đi chúng ta lại đau khổ như thế này này, rời đi thì chúng ta phải biết buông để chúng ta vui lên, nhưng chúng ta vẫn đau khổ. Bởi vậy mà cái người này là một, nếu như về người phụ nữ thì người ta rất là đẹp các anh chị nhé. Người ta rất là đẹp, người ta đẹp có cái sự thướt tha, có một cái vóc dáng đó là mang cái tính người ta gọi đó là một những yêu kiều ấy. Người này rất là đẹp luôn. Và các anh chị nếu như mà chúng ta đã gặp họ rồi mà chúng ta có những cái cảm giác như là cái mô tả về tâm linh này, thì chúng ta để cho họ rời đi, hoặc là chính chúng ta là cái người như vậy nhé. Đấy, có nghĩa là có thể chúng ta hoặc chính chúng ta, đây là câu chuyện của các anh chị nhé. Thế thì chúng ta đã rời đi hoặc là họ rời đi thì cái rời đi này này là rời đi để giúp cho chúng ta có sự thức tỉnh với nhau nhé. Giống như là các anh chị gục ngã này, các anh chị ngóc dậy ấy. Còn họ thì họ bước đi, nhưng mà bước đi ở phía trên của họ rất nhiều những cái bóng tối, nhưng họ vẫn cứ tự tin đi trên cuộc hành trình của họ. Thì họ sẽ là cái người có sự xoay chuyển cái giá trị của bản thân họ. Và cái con người này cũng như là các anh chị có sự khổ đau trong mối quan hệ này rất lớn. Trong khi đó các anh chị biết không,
chúng ta đang có sẵn những cái giá trị bên trong rồi, chúng ta không nhận ra nên chúng ta mới tự khổ đau thôi. Bởi vì ai cũng có cái tôi, ai cũng có những cái, bởi vì con người tâm linh của chúng ta thì cái trường năng lượng của ta rất là lớn, cái tôi cao và cái giá trị lớn. Do vậy mà chúng ta thường là muốn người khác làm với cái ý của mình, và lại không biết rằng người khác với mình nó đang tương thông với nhau. Hai người cùng muốn thì chúng ta sẽ không có ai sẻ chia cả, mà chúng ta đều là những người đi đòi hỏi thôi. Bởi vậy mà cái năng lượng của các anh chị đây là những người mà bị tổn thương do chúng ta có cái muốn quá cao. Bởi vậy mà các anh chị biết không, các anh chị đang có những cái kho báu ở bên trong cái cánh cửa này thôi. Cái mối quan hệ này là một kho báu mà, bên trong cánh cửa này thôi. Thế nhưng các anh chị lại không biết lấy cái khóa dựng ngay góc này để mở nó ra, để giúp cho anh chị có được nhìn thấy rõ hơn cái mối quan hệ của nhau, nhìn rõ hơn cái giá trị của nhau. Mà các anh chị lại gì, lại là người mà bỏ nó, người ta gọi nó là không nhìn thấy, bị che mờ rồi, không nhìn thấy, để mà tự khổ đau trong chính bản thân mình. Cả hai người cũng như vậy nhé. Thế vậy bây giờ vũ trụ nói rằng người đó đã đến với các con rồi, nhưng các con không nhìn ra giá trị của hai người, không nhận ra nhau, và chúng ta lại có thể cần phải lặp đi lặp lại cái mối quan hệ này rất nhiều để chúng ta nhận ra nhau. Mà cái cánh cửa ta đã để cái chìa khóa ngay cạnh đấy rồi, sao các con không biết mở ra? Các con không biết mở cánh cửa ra, và kho báu của chúng ta trong tình yêu, kho báu nó nằm ở bên trong đó, thì chúng ta lại không biết đón nhận. Bởi vậy mà đây chính là cái người ta cũng có thể là gọi là nghiệp duyên của các bạn tụ số 2 nhé. Đó, bởi vậy mà khi chúng ta, cái năng lượng của chúng ta nó chưa đủ sáng, nó chưa đủ phát triển, chúng ta vẫn bị bóng tối che mờ, che lấp, thì chúng ta không nhận ra được cái giá trị của mối quan hệ, không nhận ra được cái người tương tác với mình. Và có thể trong cái kiếp làm người này, các anh chị nghĩ rằng nếu như các anh chị chưa có niềm tin vào cái nhân quả, chưa có niềm tin vào giá trị mà luân hồi, thì các anh chị không nhận ra được rằng cái người mà đang tương tác với các anh chị đó, nó là cái người của muôn kiếp trước cũng đã tương tác rồi. Nhưng đến kiếp nào chúng ta cũng gặp nhau để làm gì? Để dạy cho nhau những cái giá trị bài học, để cùng nắm tay nhau, để mang lại cho nhau những hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc để trở về một nơi, đó là nơi bến bờ giác ngộ, để nơi mang lại cho chúng ta một cái giá trị, người ta gọi là tỉnh thức, và trở lên một cái tình yêu cao vời, cao đẹp hơn. Thì chúng ta lại cứ đắm chìm trong một cái mối quan hệ để mà bị kìm lén với nhau, và để trở thành chỉ mong ước rằng chúng ta đấy, cái mối quan hệ này chúng ta có một cái mục tiêu nó trở thành gia đình sung túc, nhưng mà lại chưa thể là phải là hạnh phúc thật sự đâu nhé các anh chị nhé. Bởi vậy mà nó vẫn bị vướng mắc, bởi vì cái mong muốn của chúng ta như vậy nó vẫn chưa phải là mong muốn gì theo đúng cái linh hồn của mình cam kết mà. Đó, bởi vậy mà chúng ta sẽ vẫn bị mông lung, bị mờ ảo. Và nếu như vậy thì các anh chị biết được là mỗi kiếp chúng ta mà không học xong bài học thì chúng ta vẫn ân oán oán, mà chúng ta vẫn bị gặp nhau như vậy đấy. Đó nhé. Thế thì chúng ta xem tiếp. Vậy vũ trụ hãy cho chúng ta cái điều rằng trong tương lai chúng ta có học được bài học từ cái nhân duyên này như thế nào, và cái thành tựu của mối quan hệ này trong cái kiếp làm người này nhé các anh chị nhé. Ân oán oán trong cái kiếp làm người này. Đó, đây này, nó chính là mối nhân duyên tiền kiếp của chúng ta, mà nó giống là những người vợ chồng ở cạnh nhau ấy. Đó, đây, các anh chị thấy chưa, nó cái giá trị bài học của các anh chị đấy, đấy, bài học của chúng ta đấy. Và chúng ta xem nhé. Mối nhân duyên mang một cái giá trị rất sâu sắc. Đó, các anh chị thấy chưa nào, cái cuộc hành trình của chúng ta, cái người này họ xuất hiện và họ sẽ mang hạnh phúc đến cho các anh chị, khi chúng ta nhìn thấy rằng vũ trụ nói rằng thực ra họ đã là vợ chồng của chúng ta nhiều năm lắm rồi, là nhiều kiếp lắm rồi đó. Và ở đâu chúng ta tưởng tượng họ cũng chính là người chồng người vợ của mình rồi đó. Bởi vì đây chính là cái bằng chứng để cho chúng ta có một cái cảm giác rằng nó thân thiết đến mức nào. Và tiếp nữa là trong những kiếp khác thì chúng ta, cái bài học của chúng ta đó là phải từng hành động nhỏ, nhưng cái hành động nhỏ thôi cũng có thể mang lại cho nhau những giá trị yêu thương lớn. Nhưng hai người ở đây thì chúng ta chỉ muốn là cái đích lớn, mà chúng ta chưa đến cái hành động nhỏ, chúng ta không thực thi, nên cái bài học đó nó cũng chưa thể phát triển để giúp cho hai người có sự thấu hiểu nhau được.
Vậy từng hành động nhỏ thôi nó cũng đã mang lại những cái giá trị lớn lao ở cái nhân duyên này các anh chị nhé. Và một cái nhân duyên ở đây đó chính là các anh chị có sự cuốn hút đam mê cả về cái thể xác nữa nhé. Cái mối nhân duyên này này, bởi vì chúng ta đã từng là vợ chồng của nhau rất nhiều kiếp rồi các anh chị nhé. Bởi vậy mà cái nhân duyên ở đây là chúng ta cần học từng bài học nhỏ một, từng bài học nhỏ để phát triển cho nhau những cái giá trị. Và chúng ta cần phải biết mở cho nhau cái cánh cửa hạnh phúc ở bên trong mà chúng ta đang có chìa khóa cạnh này, chúng ta chưa biết mở ra nên chúng ta vẫn cứ bị chen mở và bị chen lấp. Thế thì với cái này thì Huệ sẽ xem là cái nghiệp duyên của chúng ta này này, đối với các anh chị tuổi số 2 này này, thì để được cái hạnh phúc như thế này, cái hạnh phúc như thế này này, thì vũ trụ sẽ bảo cho chúng ta làm cái điều gì tiếp nhé. Bởi vì đến cái mối quan hệ tâm linh nào vậy có rất nhiều những cái điều mà nó khúc mắc ở trong đó, mà khi đọc hết ra thì nó rất là mỗi người có mỗi cái cách thức khác nhau, bởi vì nó liên quan đến tâm linh, nó mỗi người có một cái nghiệp khác nhau, nên là để mà đọc ra được cái tất thảy hết cái như đấy thì nó rất là bao la. Nên Huệ sẽ có một cái điều đó đây, vũ trụ có một cái thông điệp nói rằng hãy sống thật với bản thân của mình. Các anh chị hãy sống thật với bản thân của mình, có nghĩa là cái điều mà để cái mối quan hệ tâm linh này này các anh chị nhìn ra được nó rồi thì các anh chị hãy sống thật với chính bản thân của mình, để hành động từng cái nhỏ một thôi nhưng nó sẽ mang lại cho nhau cái ý nghĩa lớn nhé các anh chị nhé. Bởi vậy mà với các anh chị tụ số 2, các anh chị đã chọn tụ số 2 và các anh chị hút cái năng lượng tâm linh của chúng ta về với nhau, thì cái mối quan hệ này nó trải qua rất nhiều cái chặng đường, trải qua rất nhiều những cái thăng trầm, trải qua rất nhiều những cái giá trị để mang lại cho chúng ta cái sự thức tỉnh bên nhau. Thì các anh chị cần phải có một cái cuộc hành trình, và các anh chị cần phải biết phát triển bản thân mình, và các anh chị cũng cần phải biết là sống thực với cái cảm nhận của bên trong mình này này. Nhiều khi chúng ta không cảm nhận được cái thực của mình ấy, mà chúng ta sống vì những cái mối quan hệ mà chúng ta chỉ nghĩ rằng nó phải là mối quan hệ của cả xã hội được hướng theo, rồi là mối quan hệ của chúng ta cả xã hội phải được, có nghĩa là chúng ta cứ mang như thế thì cái mối quan hệ tâm linh của chúng ta không phải như vậy đâu các anh chị. Cái gì nó là tâm linh ấy, thì cái xã hội của chúng ta nó chỉ là một góc nhỏ thôi, bởi vì xã hội của chúng ta là do con người chúng ta trong cái thời nay chúng ta đặt ra, còn tâm linh thì nó có nhiều kiếp rồi. Nhiều kiếp rồi thì mỗi kiếp nó có những cái giá trị tương đồng với vũ trụ của chúng ta, nó tương đồng với lại cái thực tiễn, tương đồng với lại cái người ta gọi đó là cái các quy luật của tự nhiên đó nhé, các quy luật của tự nhiên. Thế mà chúng ta lại lấy cái quy luật của tự nhiên phụ thuộc vào cái quy định của xã hội thì chúng ta sẽ không thỏa mãn được, bởi vì quy luật tự nhiên nó là chân thực, nó là rộng khắp. Bây giờ quy luật của xã hội thì ví dụ như mỗi cộng đồng xã hội chúng ta có một cái quy ước khác nhau, cũng giống như là trong gia đình, gia phong nền nếp của mỗi gia đình là khác nhau. Giờ chúng ta không thể mang cái của tự nhiên lại áp vào cái của xã hội được. Đấy, các anh chị, nếu các anh chị hiểu ra như vậy thì các anh chị sẽ thấy rằng chúng ta sống thật với cái cảm xúc của mình, và cái cảm xúc của mình nó thuận theo tự nhiên bởi vì nó là mối quan hệ tâm linh. Thế còn những ai mà muốn nghe sâu hơn, bởi vì nếu Huệ có chia sẻ chung thì rất nhiều người nói rằng như vậy là nó trái với lại cái thuần phong mỹ tục của dân tộc nọ kia, bởi vì chúng ta là do con người đặt ra hết mà. Thế như vậy nếu qua mối quan hệ tâm linh mà chúng ta cứ ép nó vào trong cái khuôn khổ nào đó thì nó sẽ không ở đâu, và chúng ta sẽ bị mất nó đi. Và khi mất nó đi rồi thì chúng ta chưa học xong bài học thì những kiếp khác chúng ta lại tiếp tục trả lại cho nó. Bởi vậy mà nếu như các anh chị biết giải phóng mình ra, biết thuận với tự nhiên thì các anh chị không còn cái sự bài học trải qua nhiều kiếp như vậy nữa, mà chúng ta được hạnh phúc với nhau, viên mãn với nhau. Còn những cái điều gì nữa các anh chị muốn chia sẻ thì hãy chia sẻ cùng Huệ nhé. Để cái điều mà chúng ta chia sẻ riêng với nhau nó mới tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người. Còn nếu như chúng ta nói chung ở đây thì Huệ cũng đã đọc một số comment của một số bạn rồi đấy. Thì mỗi bạn có một cái quan điểm khác nhau. Do vậy mà nếu như ai hợp năng lượng thì sẽ xem và thấu hiểu, còn ai không hợp năng lượng thì họ sẽ nói với một cái tiêu chí mà theo quan điểm của họ. Thì Huệ cũng rất cảm ơn họ, bởi vì họ đã từng xem và đến bây giờ họ chưa có thể cảm nhận được, thì đến một thời khắc nào đó có thể kiếp này hoặc những kiếp khác đấy, họ cũng sẽ có được cái sự thật nhìn ra trong cái quy luật vũ trụ của chúng ta.
Đó, thì Huệ cũng rất cảm ơn mọi người. Ai có cái gì comment như thế nào thì Huệ cũng chỉ đọc để cảm ơn các bạn thôi. Và nếu ai cùng trường thì Huệ cảm thấy rằng người ta đã có năng lượng tương đồng. Còn nếu ai mà nó ngược lại thì Huệ lại cảm thấy rằng thương cho họ, bởi vì họ chưa đến cái lúc, cái thời khắc đó. Thì cũng sẽ hy vọng rằng họ sẽ đến cái thời khắc đó để họ nhận ra được cái giá trị của vũ trụ, nhận ra được giá trị của quy luật và nhận ra được giá trị của con người. Đó, cảm ơn các anh chị rất nhiều và mong gặp lại các anh chị ở các trả bài tiếp theo nhé.